Hello, thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy và các em tìm hiểu chủ đề 11 đa phương tiện và hiệu ứng trong máy trình chiếu. Thì chủ đề 11 này của thầy đã biên soạn là bài giảng PowerPoint, bài giảng video, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những phần này. Đầu tiên, chúng ta vào bài giảng PowerPoint. Thì cái nội dung trọng tâm chủ đề 11 thì có 3 cái nội dung chính. Thứ một, đó là làm thế nào để khai thác các đối tượng đa phương tiện. Thứ hai, đó là thao tác chuyển trang được thực hiện như thế nào. Thứ ba, là hiệu ứng cho đối tượng là gì. Để biết ba nội dung trọng tâm này thì chúng ta tìm hiểu 4 cái phần, đó là khởi động, khám phá, trải nghiệm và ghi nhớ. Chúng ta vào phần khởi động. Khởi động thì có cái tình huống sau. Trong cái bài thuyết trình giới thiệu lớp 9A1 thì cái bạn Phong sử dụng các cái hình ảnh cũng như một cái bài hát không lời để làm nền cho trang chiếu, thì làm cho mục đích cho làm cho trang chiếu được sinh động hấp dẫn ấy. Và cái bản phóng này là các cái nội dung trang chiếu này được tạo hiệu ứng truyền tiếp đấy. Và bản phóng muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn cùng thực hiện, thì bà em cùng học với các bạn nhé. Thì từ ấy các em tìm hiểu cho thầy ba cái trang mà bạn đã làm. Đấy, trang thứ nhất, trang thứ hai và trang thứ ba. Thì để biết được thì chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là khai thác đối tượng đa phương tiện và hiệu ứng trong như thế nào, tức là các cái hiệu ứng trong cái trang chiếu này thì như thế nào, và đối tượng đó thì được khai thác như thế nào để cho nó bài được hấp dẫn, sinh động đấy, và làm nổi bật nội dung trọng tâm của cái bài trình chiếu. Thì để biết được những vấn đề này thì chúng ta sang phần khám phá. Phần khám phá thì một nhỏ, các đối tượng đa phương tiện trong PowerPoint thì các em ghi cho thầy. Microsoft PowerPoint có thể thêm các cái đối tượng đa phương tiện như hình ảnh, hình vẽ, chữ nghệ thuật, biểu đồ, clip, rồi âm thanh, video, văn bản, vân vân. Nhưng cái đối tượng này ở trong bài trình chiếu thì làm cho bài trình chiếu được sinh động và hấp dẫn hơn. Đấy. Thì từ đấy các em vận dụng những đối tượng để chúng ta vận dụng làm bài tập nhanh như sau. Thì em hãy quan sát các mục được đánh dấu trên thẻ lệnh Insert. Thì từ đó các em nối các cái cột nội dung thích hợp vào cái bảng bên dưới. Thì các em quan sát. Ở đây chỗ này thì các em quan sát một số lệnh như sau: Picture, Clip S, Screen Shop, Photo Unbound, Super, Smart Ad, Cha, Work Ad, Symbol, Video và Audio. Thì từ đó các em nối cho thầy. Tất cả các em tìm hiểu trong sách giáo khoa trang 41. Thì ở đây thì chúng ta có mô tả, biểu tượng và tên. Thì các em nội mô tả với là biểu tượng cũng như biểu tượng với tên cho phù hợp. Ta đi đầu tiên đó là chèn hình ảnh. Thì ta nội nghĩ đến hình ảnh đó là picture. Thì ta tìm picture. Ok, B, 1B. Và thứ hai đó là chèn đối tượng trong cái thư viện. Trong thư viện thì cái chỗ đấy là ta được tìm đến cái chỗ clip S. Ok, 2. À, rồi chèn hình ảnh chụp thì ta nhớ đến cái chỗ screen shot. D, ok, đây. 3 ở đây. Và 4, tạo cái album photo album. 4C. Và 5 là chèn hình vẽ. Hình vẽ thì super. Ok.
chen sơ đồ, chen sơ đồ thì sơ mát s, ok. Chen biểu đồ thì cha, ok, 7 y. Chen chữ nghệ thuật thì 8, guộc s, ok, guộc s. G, guộc s nó có biểu tượng chữ A lớn. Chen biểu tượng thì symbol có chữ ok, L. L là 9. Clip là video, xin lỗi, video 10. Hash âm thanh là video, audio, K. Ok. Tiếp tục chúng ta làm biểu tượng và tên. Thì bên này cũng rất là đơn giản, đó là tìm cho nó A1 clip S đây, ok. 1B, 2 picture, ok. 3 là photo album, ok. 3 thì y, 4 thì ok, 4C là chụp màn hình, 5 smart s e 5e và super 6 super d 7 thì chữ nghệ thuật buộc s f 8 là cha, ok. 9 là video, video thì k và 10 thì audio l và 11 là symbol nghĩa ký tự, ok, hash. Thì chúng ta cũng là tìm hiểu được bài tập vận dụng nhanh, thì các em nhớ các cái từ tiếng Anh nó tương ứng. Chúng ta sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo cũng là vận dụng nhanh, làm một cái bài tập tiếp theo, đó là dựa vào cái hình sau cùng với các cái biểu tượng của bản thân em, hãy điền các cái từ còn trống vào cái mục bên dưới để hoàn thành các cái bước thêm một bức ảnh vào bài trình chiếu, cũng giống như cái mà ta là cách thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản, đúng không ạ? Thì ở cái chỗ bầu bói cũng là tương tự, thì các em để ý chỗ này này. Đây là các cái trang chiếu này và đây dài là insert này, picture này, đúng không ạ? Cũng như là hộp phải insert, insert picture xuất hiện này, rồi chọn hình ảnh, rồi chọn insert, ok. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm lấy chỗ các bước thực hiện chèn hình ảnh vào cái trang chiếu, thì các em tìm hiểu cho thầy và điền vào bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 còn thiếu thì chúng ta cùng thực hiện. Đó là bước 1 chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh, bước 2 là chọn thẻ lệnh insert vào mục là picture, hộp thoại là insert picture là xuất hiện, bước 3 đó là chọn thư mục, bước 4 là chọn picture và bước 5 là và tiếp theo đó là chọn nút lệnh insert. Thì chúng ta vừa học vừa ghi bài 5 bước này vào vở. Đây là nội dung trọng tâm của bài đấy. Thì tiếp theo chúng ta tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề mà liên quan đến chèn hình ảnh. Đó là gì? Đó là lưu ý này. Ngoài ngoài các cách ngoài cái ngoài cách trên này chúng ta mới thực hiện thì còn có cách khác nữa. Đó là một trong những cách là chuột phải copy là sao chép hình ảnh rồi đưa đến cái chỗ trang chiếu là chuột phải paste. Đấy, thì là nó giống như mà dán ấy, đúng không ạ? Hoặc là Ctrl C thì bằng là chuột phải copy hoặc là Ctrl
là bằng cực phải pass. Thì từ đó là chúng ta sẽ có cách, trong đây là hai cách đúng không ạ, là cách lúc này nữa là ba cách, thì các em vẫn dùng cách nào cũng được. Tiếp theo đó là gì? Đó là một là thay đổi vị trí. Khi mà ta chen đến hình ảnh vào cái trang chiếu thì nó là vị trí nó ngẫu nhiên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ di chuyển hoặc là đổi vị trí cho nó phù hợp. Cũng là hai đấy là cách thay đổi kích thước, ví dụ như to quá thì chúng ta sẽ làm cho nhỏ lại, hoặc là ngược lại nhỏ thì làm cho to lên ha. Thì tiếp theo đây thì đây là hai cái hình ảnh. Hình ảnh này là thay đổi vị trí, và hình ảnh số 2 này là thay đổi kích thước nhỏ lại. Đây thay đổi kẹo qua ha, đây là nhỏ lại giữa. Ok, đây là 1 và đây là 2. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các cái đối tượng này một cách thì ở cái chỗ đối tượng thì gồm này, chèn âm thanh vào trang chiếu. Thì để ý cái chỗ chèn âm thanh vào trang chiếu, các cái âm thanh hoặc là video thì cũng là đối tượng, hình ảnh cũng là đối tượng, và mọi cái mà ở trên một trang chiếu đều được gọi là đối tượng. Vậy thì để ý audio là âm thanh, bên cạnh đấy là video là các cái clip. Thì chúng ta chọn cái trang chiếu này, cần chèn âm thanh hoặc là video. Đấy. Rồi ta chọn lệnh audio hoặc là âm thanh này hoặc là video này. Thì lúc đó ta tìm cái lúc đó là cái bảng insert audio hoặc là insert video xuất hiện hộp thoại ấy. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cái đường dẫn tới cái video hoặc video cần chọn. Sau cái đó là chúng ta sẽ chọn và ta nhấn insert là xong. Ok, nó rất đơn giản. Thì đang tương tự đấy là video thì thầy đã mới nói. Tiếp theo thì phần hai nhỏ này này, hiệu ứng truyền trang. Hiệu ứng truyền trang thì để ý cho thầy đó là khái niệm. Thì hiệu ứng truyền trang là nhớ cho thầy đó là transition, là hiệu ứng truyền tiếp từ trang này sang trang khác. Đấy. Mà kể tiếp. Đấy, ví dụ như một cái quyển vở hoặc là một cuốn sách ấy, chúng ta chuyển từ trang này sang trang khác, nhưng mà ở trong này là bằng các cái hiệu ứng. Vậy thì các em tìm hiểu để ý cho thầy là transition. Đấy, khi mà làm bài tập trắc nghiệm cũng vậy, nói đến transition là nói đến chuyển trang. Đấy, chuyển trang chiếu thì trong này là một số hiệu ứng chuyển trang chiếu. Đấy, thì từ đấy các em vận dụng nhanh. Em hãy quan sát hình bên dưới và điền các cái từ còn thiếu vào các cái bước chèn thêm hay hủy bỏ hiệu ứng truyền trang, thì nó rất đơn giản. Thì từ đấy chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ khóa đó là transition và effect option no. Từ đó chúng ta điền vào. Thì để ý nơi chỗ các em thấy transition này, và đấy là các cái hiệu ứng truyền trang. Đấy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các bước thực hiện truyền trang chiếu. Thì ở đây chúng ta để ý là có 3 bước cơ bản. Thì chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng này. Bước 2 đó là nhảy chuột phải, chọn thẻ gì ạ? Transition. Ok. Rồi chọn gì? Nhảy chuột, chọn vào Effect Option. Rồi từ đó là các em này chọn cách biểu diễn của hiệu ứng. Nói chung là ở trong đó là có rất nhiều cái kiểu biểu diễn, thì các em chọn cho thích hợp. Và một số lưu ý như sau. Lưu ý này, muốn hủy
thì bước 1 chọn đăng ký muốn hủy hiệu ứng. Bước 2 là chọn thẻ lệnh change session, chọn gì ạ? No. Ok, rất đơn giản. Tiếp theo thì ở cái chỗ này chúng ta để ý này, cùng với các cái kiểu hiệu ứng thì ta còn có thể chọn các cái tùy chọn sau đây để điều khiển. Thì nó rất đơn giản, từ ở chỗ từ khóa này, thời điểm xuất hiện, để ý thời điểm, rồi tốc độ xuất hiện, rồi âm thanh đi kèm, đúng không ạ? Âm thanh thì nó đến gì? Sau thời điểm xuất hiện trang chiếu thì thời gian. Đấy, tốc độ. Ok, đầu tiên là âm thanh là sau, đây là tốc độ và đây là thời gian. Ok, tiếp tục chúng ta để ý một số vấn đề sau. Ở cái chỗ chủ thích thì các em để ý là âm thanh đi kèm với các cái hiệu ứng ấy. Thứ hai đó là tốc độ xuất hiện. Thứ ba đó là thời điểm xuất hiện đăng chiếu. Thời điểm xuất hiện đăng chiếu thì bao gồm là bằng chuột, bằng thời gian và tổng lại tố áp dụng cho tất cả bài đăng chiếu. Thì cái âm thanh này để ý là có cái đuôi là qua. Đấy. Ví dụ như các cái đuôi khác thì các em phải chuyển đuôi, nó mới thích hợp với là bầu bòi. Và để ý đến chỗ other sau, tức là thêm âm thanh này vào. Tiếp tục chúng ta sang phần 3 nhỏ, đó là hiệu ứng cho đối tượng. Hiệu ứng cho đối tượng thì cũng tương tự, đó là hiệu ứng là cứ để ý cho thầy, đó là animation. Lúc này là chuyển trang chiếu thì transition, nhưng mà cho đối tượng thì animation. Đấy, thì là hiệu ứng cho đối tượng mà trên trang chiếu. Để tạo hiệu ứng cho đối tượng thì ta sử dụng animation. Và ở đây chỗ này chúng ta để ý này, dài là animation, đấy là đối tượng. Còn transition, đấy là trang chiếu, chuyển trang chiếu. Thì chúng ta đây là một khi nhấp vào thì đây là cho đối tượng, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái cách chuyển động của animation. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở cái chỗ phân tạo hiệu ứng động cho đối tượng. Thì để ý cho thầy ba cái vấn đề sau. Một, đây là change, đấy, xuất hiện, hiệu ứng xuất hiện. Thì cái màu xanh, khi mà ta cần nó xuất hiện thì ta sử dụng màu xanh. Và hiệu ứng nhấn mạnh thì ta chọn màu vàng, đấy, màu xanh. Đây là hiệu ứng xuất hiện, màu vàng là nhấn mạnh hoặc là chờ. Exit là mất. Ok, thì bữa trước thầy cũng đã làm một cái video mà tạo câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, thì mất, lúc nào mất, lúc nào xuất hiện. Ok. Và thứ 4, đó là hiệu ứng di chuyển theo cái quỹ đạo đỉnh trước, thì màu trắng đen. Ok. Thì chúng ta sẽ đi tiếp theo. Cái này thì chúng ta là đỉnh dạng đi trước, chúng ta vẽ. Hôm sau thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu dần dần cho hết các cái về các cái hiệu ứng cho đối tượng. Cũng như thầy sẽ làm một số video mà liên quan đến hiệu ứng cho đối tượng chuyên sâu. Hôm nay chúng ta học trên lý thuyết. Chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Thì cách thực hiện chen hiệu ứng cho đối tượng thì thầy đã biên soạn là gồm 3 bước cơ bản. Bước thứ nhất, chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng. Bước thứ hai, chọn thẻ lệnh animation, trong nhóm là advanced animation, rồi các em add animation cho một số hiệu ứng thích hợp. Bước ba là nhảy effect option, rồi chọn cách biểu diễn.
và cái trình tự xuất hiện của hiệu ứng. Ok, rất đơn giản. Nói chung hôm nay học chủ đề bên lý thuyết thì chúng ta học hơi dài. Hôm sau thì thầy sẽ hướng dẫn rất đơn giản, đó là cách thực hiện và các em thực hiện theo. Ok, tiếp tục chúng ta sang một số cái liên quan đến cái chỗ hiệu ứng theo đối tượng. Thì các em cứ để ý cho thầy, đó là bắt đầu là chỗ khai báo cách thức bắt đầu của hiệu ứng. Thì on click thì đây là hiệu ứng người xảy ra khi nhảy chuột, còn which foolish hiệu ứng xảy ra cùng lúc với hiệu ứng trước đó, cũng như là after foolish, hiệu ứng xảy ra nối tiếp hiệu ứng trước đó. Thì các em tìm hiểu thêm. Và tiếp theo phần cái hiệu ứng này thì các em để cho thầy, đó là một cái màu xanh này là khai báo thời gian lưu hành hiệu ứng. Thứ hai là đi lấy này là khai báo thời gian trì hoãn trước khi thi hành hiệu ứng. Rồi thứ ba là Rotter, đây là animation, là thay đổi thứ tự xuất hiện của hiệu ứng. Rồi tiếp tục đó là mover, là slide, là hiệu ứng xuất hiện trước và cũng tương tự là hiệu ứng xuất hiện sau. Ok, thì sáng đây chúng ta sẽ phân vào phần trải nghiệm tiếp theo, đó là nhanh tay nhanh trí. Nhanh tay nhanh trí thì các em để ý làm một số bài tập sau. Em hãy nối yêu cầu với cách thực hiện cho phù hợp. Cái nối này, nối các cái yêu cầu cho phù hợp thì nó cũng rất đơn giản. Đấy thì hình ảnh. Và từ đó các em tìm hiểu trong sách giáo khoa trang 47. Thì ở bên phải và 1, 2, 3 thì các em nối cho thầy là bên trái là 1, 2, 3 và bên phải là ABC, làm sao cho nó phù hợp. Thì nó rất đơn giản, nó thay đổi hiệu ứng cho dòng chữ là đối tượng, đúng không? Dòng chữ đối tượng là chọn hiệu ứng muốn thay đổi, chọn thẻ, chọn OK, C. Và câu 2, thầy hãy bỏ là no, OK. 2, A. 3 là sao chép hiệu ứng cho dòng chữ, sao chép thì đơn giản, còn lại B, OK. Thì chúng ta cũng đã làm bài tập nhanh tay lẻ mạch. Rồi chúng ta sang phần 2 nhỏ. Phần 2 nhỏ đó là bài tập rèn luyện kỹ năng. Thì tất cả các em về làm bài tập này cho thầy. Rồi tiếp sau thầy sẽ kiểm tra rồi của các em bài tập. Rồi tranh thủ về nhà làm. Rồi chúng ta sang phần ghi nhớ. Thì phần ghi nhớ này thì thể hiện là nội dung trọng tâm của bài, đó là các cái đối tượng làm cho tráng chiếu hoặc là bài trình chiếu là thêm sinh động hấp dẫn. Thứ hai đó là chén sai chân, là hiệu truyền trang. Thứ ba đó là animation, là hiệu cho đối tượng. Ba cái nội dung trọng tâm này mà các em cần nắm vững. Thì từ đây chúng ta sẽ làm bài tập vận dụng, bài tập trắc nghiệm. Bài tập, chúng ta làm bài tập từ lần trước. Thì thầy cũng đã làm 4 cái câu hỏi tự luận, là cái 4 câu hỏi trọng tâm của nội dung. Câu 1, thì em hãy nếu các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu, thì thầy cũng cho cái đáp án như sau. Đó là gồm 4 bước. Bước 1 đó là chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh. Bước 2 chọn thẻ là insert, nhảy chuột vào picture. Rồi khi đó hộp thoại insert picture xuất hiện. Rồi bước 3 là chọn thư mục lưu tệp với hình ảnh thích hợp. Rồi chọn picture. Rồi insert.
Câu 2. Câu 2 thì em hãy nếu các bước thực hiện chen hiệu ứng truyền trang ở chen sai sân ấy, thì cách thực hiện như sau. Bước 1, bước 2, bước 3. Bước 1 là chọn trang chiếu cân tả hiệu ứng. Bước 2 là nhảy chuột phải nhảy chuột chọn theo lệnh chén sai sân. Rồi chọn kiểu phù hợp. Rồi bước 3 là nhảy chuột vào effect option. Rồi chọn cách biểu diễn hiệu ứng. Câu 3. Câu 3 thì em hãy nếu các bước thực hiện tạo hiệu ứng đồng cho đối tượng. Tạo hiệu ứng đồng cho đối tượng là animation. Thì các em để như sau, gồm 3 bước: chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng, chọn thêm animation. Rồi nhập advanced animation. Rồi add animation, chọn một số hiệu ứng thích hợp. Rồi từ đó bước 3 đó là nhảy effect option. Rồi chọn cách biểu diễn và trình tự xuất hiện của hiệu ứng. Đơn giản ạ. Tiếp theo đó là câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 thì em hãy nêu các cái đối tượng có ý nghĩa thì làm cho bài trình chiếu thêm sinh động hấp dẫn. Thì qua đây là 4 cái câu hỏi từ luận trọng tâm của chủ đề 11 thì các em cần nắm vững. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một số câu hỏi trắc nghiệm. Thì thầy cũng đã biên soạn là một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu hỏi trắc nghiệm thì thầy đã biên soạn 12 câu. Câu thứ nhất đó là có bao nhiêu bước chen hiệu ứng truyền trang mà em đã học thì có bao nhiêu? A, B, có 3. Chọn câu C là sai, câu 5, câu D sai và câu A cũng sai. Tiếp tục câu 2. Cách bỏ hiệu ứng truyền trang là thì A, B, C có chữ gì ạ? À, có chữ 1 là đầu tiên. Cách bỏ đây 1, 1, 2. Vậy thì loại trừ hai cái câu hỏi bên dưới thì ta để câu A và câu B, đúng không ạ? Thì chọn trang chiếu cân, chọn trang chiếu muộn hủy hiệu ứng, rồi chọn chén sai sân để truyền trang là chén sai sân. Ok, chén sai sân. Đây là animation. Chén sai sân B, ok. Tiếp theo câu 3. Câu 3 thì cách chen hiệu ứng đồng cho đối tượng là hiệu ứng đồng cho đối tượng là animation. Thì câu thứ 3 này thì chúng ta chọn là chỗ nào animation để chen sai sân, loại effect, loại picture, loại animation, ok, D. Câu hỏi số 4. Có bao nhiêu bước chen hiệu ứng đồng cho đối tượng mà em đã học? Thì câu 4 thì cũng là rất đơn giản. Gồm gì ạ? Gồm 3 bước. Câu tiếp theo, câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 là để tạo hiệu ứng truyền trang, ta chọn hiệu ứng truyền trang thì ta chọn chén sai sân. Chén sai sân. Ok, câu D. Câu hỏi số 6. Có bao nhiêu bước chen hình ảnh mà em đã học? Thì có 4 bước. À, và 4 C, ok. Câu hỏi số 7. Để chen ảnh vào trang chiếu ta chọn A hay B hay C, D. Chen hình ảnh thì chọn picture.
Animation là hiệu ứng đồng cho đối tượng. Insert, chọn đang chiếu. Rồi chọn Insert Picture. Câu hỏi số 7. Ok. B. Insert Picture. Ok. B. Lỗi. B đúng. Ok. Thầy đã tạo hiệu ứng knowledge. Câu B. Ok. Tiếp theo. Câu 8. Tuy chọn chuột thì ta sử dụng câu A hay B hay C. Câu số 8. Câu số 8 thì chuyện đáng kể tiếp khi nhảy chuột. Đâu rồi? Ok, C. Chính xác. Câu số 9. Giả sử trên hình ảnh A và người trang chiếu, khi đó kích thước của hình ảnh A quá lớn, em cần phải làm gì? Thì nếu mà kích hình ảnh mà quá lớn thì ta chỉ điều chỉnh thôi ha. Ok, điều chỉnh A. Tiếp tục câu hỏi số 10. Đa phương tiện có lợi ích khi thiết kế bài trình chiếu trong PowerPoint. Đa phương tiện thì làm cho bài trình chiếu thêm sinh động và hấp dẫn. Đúng ạ. Câu hỏi số 10. D. Ok. Tiếp theo câu hỏi số 11. Nút lệnh Apply to All có tác dụng gì? Áp dụng cho tất cả bài trình chiếu. Là câu 11. Áp dụng cho tất cả. Bài câu 11 áp dụng cho tất cả. Đúng rồi, áp dụng cho trang tất cả. Ok, câu B. Tiếp tục câu 12. Thì để thêm đối tượng như hình ảnh, âm thanh, video, em cần thực hiện các cái thao tác hay lệnh nào? Thì đơn giản là đổi tưởng. Các đổi tưởng thì animation, đúng không ạ? Mà ta thêm vào thì ta phải chọn lệnh insert. Đây là home là trang chủ, đối tưởng là animation, chèn sai xem là chuyển trang chiếu, và insert là chèn, là thêm, để thêm thì ta nhấn insert. Ok. Đây. Thì bài học tới đây là hết rồi. Thầy chào tất cả các em, rồi chúc các em học tập tốt và làm cho thầy bốn cái câu hỏi tự luận, cũng như để 12 câu hỏi trắc nghiệm. Ok, thầy chào tất cả các em.